Kính chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Kế Toán Việt Hưng Hôm trước thì có rất nhiều bạn liên hệ đến Kế Toán Việt Hưng Hỏi về cái cách lấy lại mật khẩu của dữ liệu Kế Toán MISA Do mật khẩu trước đặt bị quên Thì hôm nay Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy lại mật khẩu Trên phần mềm Kế Toán MISA 2020 Chúng ta mở dữ liệu phần mềm Kế Toán MISA SME.net 2020 ra và chọn đến cái dữ liệu mà chúng ta cần đặt lại mật khẩu. Các bạn click vào quên mật khẩu. Email xác nhận để lấy lại mật khẩu là mail mà ngày trước chúng ta sử dụng để tạo dữ liệu kế toán. Mã xác thực các bạn điền W004. Chúng ta click vào lấy lại mật khẩu. Chúng ta điền mã xác nhận được trả về mail. Ở đây là 878318. Lúc này chúng ta nhấn tiếp tục và click vào mật khẩu mới chúng ta lại đặt lại mật khẩu mật khẩu thì bao giờ cũng chứa chữ hoa chữ thường và số nên các bạn lưu ý xác nhận lại mật khẩu chúng ta điền và click vào đặt lại như vậy tạo mật khẩu mới thành công lúc này mật khẩu là chính là mật khẩu mới mà các bạn vừa đặt các bạn click vào đăng nhập như vậy mật khẩu mà chúng ta điền lại vào đây sẽ là mật khẩu mới Chúng ta nhấn đồng ý. Như vậy là các bạn đã truy cập vào được cái dữ liệu mà chúng ta bị quên mật khẩu và chúng ta sẽ làm việc bình thường đối với tất cả các dữ liệu liên quan đến tên đăng nhập và mật khẩu mà chúng ta vừa tạo thì các bạn điền đúng tên đăng nhập và mật khẩu theo mật khẩu mới. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lấy lại mật khẩu trên phần mềm kế toán Misa SME 2020. Chúc các bạn thành công.